Chào các bạn đến với Express TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Cao Thái Hà, tôi từng mất phương hướng sống. Diễn viên Cao Thái Hà nói việc bố, người quản lý và bạn thân lần lượt qua đời, khiến cô nhiều lúc thấy trơ trọi, mất phương hướng. Dịp sinh nhật mẹ, ngày 18 tháng 4. Cao Thái Hà mua căn hộ rộng 125m2, gồm 3 phòng ngủ, trị giá hơn 5 tỷ đồng tặng bà. Diễn viên cho biết một năm qua cô sống không có mục tiêu, do liên tục gặp mất mắt về người thân. Sau một thời gian tu tập, tôi nhận thấy lối sống như vậy gây ra những tổn thương với mẹ, khiến bà lo lắng, cô nói. Diễn viên về quê thuyết phục mẹ lên thành phố Hồ Chí Minh sống cùng. Cô cho biết dành toàn bộ tiền tiết kiệm, thanh lý đồ hiệu, để tậu nơi ở mới, xung tụ cùng gia đình, thay vì sống một mình như trước. Một năm qua, Cao Thái Hà không làm việc, chỉ dành thời gian ở nhà nghe Phật Pháp. Cô tham gia các khóa tu tập, thiền, để có sức khỏe tinh thần tốt. Hiện người đẹp chọn xây dựng hình ảnh tích cực, mong muốn tìm kiếm vai diễn phù hợp. Để trở lại diễn xuất, tôi thấy tâm mình bình an, kiểm soát được sự sân si, ích kỷ, cân giận, nên muốn được quay lại công việc. Cao Thái Hà, 33 tuổi, quê Cần Thơ, được biết đến qua các phim truyền hình, hậu duệ mặt trời, tiếng sét trong mưa, tình thù hai mặt đồng tiền quỷ ám. Cô từng vào top 5 nữ hoàng trang sức 2011, từng thi hoa khôi xứ dừa, hoa hậu Việt Nam 2008. Khán giả khuyên đừng nổi đoá chửi nhau, Lệ Quyên đáp trả thế nào mà được khen? Lệ Quyên trả lời trước đóng góp của một tài khoản mạng, lần này khác xa màn đốp chat trước đó. Lệ Quyên là một trong những nghệ sĩ thường xuyên gây tranh cãi, bởi những màn đáp trả với anti-fan trên mạng xã hội. Cách đây không lâu, cô bị một tài khoản mạng so sánh với Hồ Ngọc Hà hay chỉ trích chuyện yêu bạn trai kém tuổi. Trước bình luận này, Lệ Quyên không ngần ngại chấn chỉnh đối phương bằng những ngôn từ được cho là gây gắt như bại não, thần kinh. Nhiều người cho rằng, với tư cách là người công chúng, lối hành xử của Lệ Quyên chưa thực sự khéo léo. Lệ Quyên không ít lần gây tranh cãi vì đớp chắc với anti-fan. Mới đây nhất, khi chia sẻ hình ảnh khoe nhan sắc đẹp không tì vết, Lệ Quyên tiếp tục được góp ý về những đáp trả trên mạng xã hội. Theo đó, một người nhắn nhủ Lệ Quyên, đồ chị dùng toàn đắt tiền, nên mong chị đừng nổi đoá chửi nhau với người hâm mộ nha, cho xứng đáng với đẳng cấp mấy cái nhãn hàng chị đang mang. Chúc chị ngày vui, mãi hâm mộ chị. Trước góp ý này, Lệ Quyên nhẹ nhàng đưa ra phản hồi. Cô cho biết bản thân luôn trân trọng và biết ơn người hâm mộ, bản thân cô chỉ bất bình với những người xúc phạm cô. Nữ hoàng phòng trài cho rằng cuộc sống cần có trắng đen rõ ràng. Sau loạt ồn ào vừa qua, Lệ Quyên có sự thay đổi, giờ chị chỉ tiếp chuyện những ai là khán giả, như em bây giờ chẳng hạn. Ngoài ra chị nghĩ những gì cần nói mình đã nói xong, phí lời làm gì nữa đúng không em? Em vào nhà chị thấy đó, thành phần đó gần như không có nè. Tích cực loại bỏ tiêu cực mà sống vui, sống khỏe thôi, cô nói. Đáp trả nhẹ nhàng nhưng đầy tinh tế của Lệ Quyên, nhận về vô số khen ngợi từ cộng đồng mạng. Không còn đanh thép như trước. Nữ ca sĩ có nhiều thay đổi được cho là tích cực hơn. Có thể thấy, sau loạt tranh cãi vừa qua, cô dường như tìm lại được bình yên. Ở tuổi U50, Lệ Quyên sở hữu cơ ngơi đồ sộ, sự nghiệp khổng lồ cùng chuyện tình viên mãn. Cách đây không lâu, cô đón tuổi mới bên người thân, bạn bè. Những khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai và tình trẻ cũng được chính chủ đăng tải công khai trên mạng xã hội. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé